Này chị phải phun đi. Này chị phải phun, chứ không phun không hết được đâu. Cái này chắc là nhiều chó đúng không? Nhà chị có chó đúng không? Cái ve này à? Con chó nào? Thế á? Không, cái này có mỗi con kia không? Còn ấy, đây. Mà sao lắm cái ve này phun được. Phun chết. Ờ, vạch miệng ra. Hello bác này. Vừa bắt bò hôm qua mà dám cái ông bán bò cho trại này dám bảo là phải bắt bò nhà mình ạ. Bắt bò nhà mình á? Họ bảo là bắt bò nhà mình để giao cho trại này. Phun chết rồi, ai hết rồi. Đâu đâu đâu, vạch hẳn ra để anh xem nào. Cái này là dính lở mồm nó máu không ạ? Đây, lưỡi này. Đây, Lưỡi đốm hết đây. lưỡi, toát hết lưỡi này. Toét lưỡi này. Đấy. Đó. Lưỡi toát này. Dính hết đàn này bắt 6 con là dính hết 6 con đúng không chị? Đây này. Chảy nước dãi theo kiểu đó là bọt xà phòng rồi. Đây này. Thì tưởng là hóc. Có em kia đó, lên là tưởng bọt là xà phòng rồi bác này. Em vừa thọc mồm. Dính hết rồi. Con tưởng là Về là nó có ăn đâu. Lần sau đó bác bắt bò phải phải để ý ha. Đừng bao giờ là kiểu kiểu là đừng tin tưởng ai quá. Đàn này làm sao để trả lại được càng tốt rồi. Quan trọng nhất là mà em chỉ sợ lây sang 4 con kia kìa, 2 con mẹ, 2 con kìa. Ôi thả thả ra thôi. À đúng rồi, lấy mẫu đi. Ê, hôm nay mình sẽ lấy mẫu để mang đi test xem nó là típ gì. Lấy cả lưỡi nha. Vâng vâng, mũi nó bị loét, mồm nó bị loét, lưỡi bị loét, chân móng bị loét. Ông chồng đi mua không không có người đi cùng, không người chuyên gia đi cùng. Lấy khoảng 3 mẫu cho anh. Ê, hôm nay sẽ đi lấy cái mẫu xem nó là thuộc típ nào, biết cách xử lý nó dễ, sau này tiêm vaccine nó chuẩn. Không không, người ta phải có cái dụng cụ người ta chấm chấm vào cái chỗ mà bị loét rồi đó. Chụp đây đấy, Đấy đấy, chụp cho đấy, loét hết cả lưỡi cả mũi miếng cả thứ luôn. nó lét này nó ăn gì, Nó đau mồm làm sao ăn được. Nó đau Bây giờ mồm chị nó ăn được. phải xem buộc hết nó lại. Lấy ba mẫu đi. Chân đấy. Không không phải chân đâu, lấy vết loét ở miệng nhé. đó, vết loét ở miệng được rồi. Mình sẽ mang cái này đi test xem nó là nó thuộc típ gì. Cái mùa này dính lở mồm long móng nhiều lắm, nếu mà không làm chuẩn thì chết. Mẹ dân dân chăn nuôi đã lỗ trồng vó rồi, xong bắt đầu là mấy ông làm giống chẳng có lương tâm gì cả, dính hết lở mồm long móng đây. Bây giờ về là dân chết đúng không? Các chị chết chứ ai chết? Loét hết này này, khổ thân. Loét hết lưỡi Loét này. hết lưỡi này. Lưỡi loét hết rồi này. Nó đau mồm mồm làm sao ăn được chị? Mới kiểm tra một con còn những con kia. Tất Dính cả hết, luôn. dính Đây này chị cũng nhìn thấy con nào chẳng sùi bọt mép, hết. trắng Mũi đâu kìa? Mũi đường mép luôn. trắng tinh này. Loét này loét hết đây rồi chị. Nó kiểm tra con khác rồi. Con khác. Ơi, đây, bắt bắt con đằng sau này. Bắt con này ít bọt. Kìa kìa kìa. Con gì không có bọt mồm. Nó lây hết chị gái ơi, chị yên tâm. Lây hết. Đã trong đàn thì không có tránh được loại virus, được không có tránh được tí nào luôn. Lây từ trên chuồng trên đấy. Nó chị bắt được mấy hôm rồi? Vừa hôm qua. Vừa hôm qua thì hôm nay là dính rồi. Là dính cái đàn này phải dính rơi tầm khoảng 3 4 ngày rồi. Thì nó dính từ từ chạy nó rồi. Đúng rồi. Mà đàn này bao tiền con? Đàn này bao tiền con? 7 triệu. Chết. 17 triệu nhỏ tí. Nó đá đi em, cẩn thận. Chị phải cầm vào cái giàm luôn, cầm vào cái giàm trước. Nói chung là đừng ham rẻ bạn, mình nói thật luôn. Bác Lào, mình nói thật là các bác là làm giống bò thì các bác về cố gắng là làm vaccine mọi thứ cho họ ổn định đi, xong bắt đầu mới giao cho các trại đi. Xong rồi bây giờ là
Bán cho trại, trại mới nuôi bò lại biết xử lý gì đâu. Cái trại này làm sao biết xử lý được. Mà các bác đừng bao giờ là bảo là bắt ở trại này, trại kia. Mẹ, trại này chứ này bác là mình rất là bực. Hôm qua em rất là bực luôn đó. Vì là anh gọi điện cho em. Không phải gọi nhầm số, em bên thú y. Nhưng mà em có trại, nhưng mà từ lâu lâu em không bán bò cho trại rồi. Lâu em không bán bò cho trại rồi. Mà họ bảo là bắt cái đàn bò này của HLT. Không, em lâu lắm em có bán bò đâu mà bảo bắt bò của HLT. Xong bắt đầu là bây giờ là họ bảo là bắt bò đấy, thế yên tâm. Bò nhà em thì làm vaccine các thứ đầy đủ lắm. Em đảm bảo bảo hành luôn, nếu mà giả sử lỗi một đổi một luôn. Nhưng bây giờ là con nào con đấy dính cho là lở mồm long móng này đúng là chết dân. Dân đã không biết gì rồi. Giờ về điều trị là mất mấy chục triệu nữa. Bây giờ đàn này điều trị các thứ tiền nó là một vấn đề. Nhưng quan trọng nhất là điều trị ở lâu và nó sẽ sút rất là nhiều. Và thậm chí là hao hụt đối với bò mấy tách sữa này, lo ăn uống chưa tốt, hệ dạ cỏ phát triển chưa tốt. Con này không sủ hột mép nhưng mà nước mũi thế này, xem toét hay chưa không chứ còn thì. Mũi loét hết kìa. Đấy, xem mồm loét chưa chứ còn thì. Lưỡi cũng đốm rồi. Nói chung là dính hết rồi, đàn này là dính hết rồi. Lưỡi... Nó con nào cũng dính hết chứ không phải là đã trong đàn là con nào cũng dính hết. Đàn này 17 triệu một con đâu có rẻ đâu. Anh ơi đàn này dính là một móng lặng luôn rồi. Vâng, bây giờ một đó là điều trị, hai đó là phải bảo đổi trả đi. Nhưng mà bây giờ phải đổi trả khéo khéo vào nhé. Bây giờ phải làm sao để lừa nó xuống đây để ấy. Chứ bây giờ là thực sự là tôi mua bò sạch, bò chuẩn, không bị bệnh. Xấu xấu tí cũng được, không bị bệnh là được. Chứ bây giờ là vừa bắt hôm qua, hôm nay đã dính lở mồm long móng hết như thế này, cả dàn như thế này là không được. Bây giờ tôi là dân nhỏ lẻ, tôi có biết điều trị cái thứ đâu mà ông làm mà láo với tôi như thế này. Đúng không? Đàn này không điều trị sớm là thiệt hại một hai con là chuyện bình thường nhá. Bởi vì là những cái dòng bò mà mới tách sữa này hệ dạ cỏ nó chưa ổn định nhé. Nó ăn uống sẽ rất là kém. Cộng thêm nó là bây giờ là nó gặp cái trường hợp mà bị tiêu chảy ra máu, bị viêm mồi manh tràng, nó ghép vào, thương hàn nó ghép vào là mệt lắm đó. Đó. Thì bây giờ anh phải tính toán như nào thôi. Bây giờ là điện cho nó, mẹ chỉ sợ nó không nhận thôi. Bây giờ phải làm sao là lừa nó đây này. Đó, hoặc là mẹ giao một hai ba con đây nữa. Bố láo làm ăn này. Mẹ dám bảo đó là bắt bò nhà mình. Bố tay. Nhá, bây giờ tính toán là xem nó là xử lý đi. Bây giờ là tôi cố gắng là ấy xử lý cái đàn này trước đi. Với lại phun thuốc sát trùng đó là xung quanh chuồng trại mình đi. Mẹ sợ lấy 4 con kia kìa. Bây giờ là sát trùng sát trước các thứ rồi. Nếu mà không đổi được phải điều trị thôi. Nhưng mà bây giờ phải tính toán là phải bảo nó bảo hành. Bò bị viêm à, dòng bò này là dính cái lở mồm long móng nặng quá rồi. Mồm có từ cái con đó là chưa chảy nước dãi đến con chảy nước dãi, mình kiểm tra hai ba con rồi, bây giờ là dính hết rồi, dính lặng luôn rồi nhá. Ok, thế thôi, bây giờ cứ chủ động thôi. Bây giờ là làm gì làm, xử lý cái việc này trước. Còn cái này là cả tài sản của mình, 100 triệu trong này chứ đâu phải ít được tiền đâu mà, đúng không? Nên là phải làm nó xong cái việc này đi. Bây giờ bảo vợ biết cái thứ đi mua sát trùng hay như nào đó. Xong bắt đầu phun thuốc sát trùng đậm đặc ở cái chuồng trại đi. Rắc vôi rắc viếc vào mà lây ra mấy con kia. Mấy con kia làm vaccine lâu chưa?
chắc gì đã tiêm vaccine đúng không? Ừ, mẹ dân thì đã nuôi bỏ lỗ trồng vó rồi, bây giờ các ông này bắt cho giống mẹ. Ờ, toàn bò bệnh này về lây hết mấy con bò này chết không? Ừ, nhá. Ờ, rồi ok ok. Nhớ phun thuốc sát trùng với lại giải vôi khắp chuồng cho mình nhá. Với này xử lý, nếu mà xem tính toán kia phải xử lý trong ngày hôm nay đi, đừng để lâu. Một đó là phải điều trị ngay, hai đó là phải đổi ngay nhá, đừng có để lâu dài. Ok ok nhá.